Một Sài Gòn nhộn nhịp trong tôi nay lại trở nên yên ắng đến lạ thường. Tôi cảm nhận được nhịp sống đang chậm dần từng ngày, đã có lúc tưởng chừng như ngưng động lại. Sài Gòn đang trọng thương thực sự rồi các bạn ơi. Phải chăng Sài Gòn đã mệt và cần lắm sự nghỉ ngơi? Ai rồi cũng có lúc ốm đau, Sài Gòn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, trên mọi nẻo đường, mọi vùng quê, mọi tầng lớp nhân dân đều chung tay hướng về Sài Gòn với tất cả yêu thương, chia sẻ, động viên. Thực sự làm tôi cay cay nơi khóe mắt, cũng thực sự hạnh phúc khi được sống ở mảnh đất này. Đại dịch Covid bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời nơi mảnh đất phương Nam. Những câu chuyện cảm động, gian tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa như nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì đang có. Với sứ mệnh, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và phương châm thần tốc đúng đối tượng, chuyến xe rau củ quả nghĩa tình của Supercargo Service Group đã kịp thời có mặt tại Ủy ban Nhân dân phường 2 quận 5 để sẻ chia 600 phần quà cho bà con đang từng ngày chống chọi với đại dịch. Chỉ một chút tấm lòng nho nhỏ, hy vọng phần nào giúp người dân thêm động lực vươn lên, vượt qua những khó khăn vất vả trước mắt. Những trận mưa bão mùa này tuy khắc nghiệt nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Nó như nhắc nhở rằng hành trình phía trước còn lắm gian nan, vất vả, còn rất nhiều người đang cần được giúp đỡ. Do đó, mọi người ơi, không được dừng bước, không được nản lòng nha. Những sợi dây giãn cách nhưng không khiến người dân giãn lòng. Thành phố có chậm đi một vài nhịp nhưng rồi sẽ nhanh chóng hồi phục, lành lặn trở lại mà đúng không? Sài Gòn ơi, chúng tôi luôn bên bạn. Sẽ nhanh thôi, sẽ khỏe mạnh lại thôi. Chúng tôi gửi vào đây tất cả yêu thương và hy vọng. Sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến này. Bởi chúng tôi tin rằng, rồi Sài Gòn sẽ vượt qua được dịch bệnh bằng sự tử tế, sự quyết tâm, đồng lòng của những người dân cả nước. Và chắc chắn Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng. Trời cố kí xe đi thật nhanh trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời, áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm, vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón mắt mai dịu em, xoa bàn tay xoa sạch đi, vì quần hạnh phúc khi đeo khẩu trang, quên buồn đau, không được nghĩ tiêu cực, vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi luôn.